Hello anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Như anh em chơi cái con game chiến binh tối thượng này cũng như yêu thích những cái con game liên quan Dragon Ball ấy thì anh em đều thích cái con Goku mà năng vô cực đúng không anh em? Đấy, đấy là một cái con tướng mà nó rất ngầu, đã ngầu lại còn mạnh. Đấy, xịn sò ngầu lòi. Trong cái giải đấu vũ trụ ấy mà Goku mà không có thức tỉnh cái bản năng vô cực thì vũ trụ thứ 7 nó toang rồi anh em ạ. Giải đấu liên vũ trụ lần đấy. Nên là đáp ứng cái nhu cầu yêu thích hâm mộ của anh em nên là nhà phát hành Gosu thì đã chính thức cho con đấy vào trong cái vòng quay tích nạp sự kiện tích nạp nha, sự kiện tích nạp tuần thứ 21. Đây mình đã review giới thiệu qua cho anh em luôn. Đây, tuần thứ 21 là anh em sẽ được cái gì mà tích nạp cái gì luôn đây, xịn sò còn bỏ luôn này. Rồi ôi anh em nhìn chưa? Anh em chờ đợi. Anh em chờ đợi là không uổng công đâu, đợt này nạp vào đây 12 triệu đi, lấy con Goku bản năng vô cực này về chiến anh em ạ. Cực kỳ bá luôn, rất là bá luôn, nó đánh cứ phải gọi là ảo diệu, đa ảo diệu lắm, mất mạnh luôn. Đẹp còn ngầu đấy chứ, đẹp trai, skill tung đẹp. Đấy anh em ạ, à, trình diễn thì chắc anh em xem qua rồi, con này mình review mấy lần rồi. Đợt này hiện nay trong game thì chỉ có duy nhất bạn Dolphin là có cái con Goku bản năng cực này thôi. Nhưng mà bây giờ sau khi đến tuần 21 này thì ở nhiều server đầu ấy, server 1234 thì sẽ có được cái con này, hình như 1245 thì phải, 526 thì nữa đấy. Anh em chuẩn bị nhìn Goku tung trưởng vậy. Quỳnh. Đấy anh em thấy không? Được phết, đẹp, ngầu. Con Goku áo rách. Con bỏ qua đi, tuần thứ 21 có cái gì nữa không? Con Goku phải năng vô cực 12 triệu. Trước đó nha, trước đó thì anh em nạp 6 triệu được một con gói tùy chọn rồi. Quá xịn sò rồi. Tuần 21 này nó thực sự quá xịn anh ạ. Cái này thì anh em thích chọn gì cũng được. Trong cái gương này nó được nhiều quan tướng xịn lắm. Anh em rất có nhiều sự chọn này, hit này. Không biết con Beerus nó vất vào trong cái dương này chưa? Ít Goku Blue, Vegeta Blue. À, mấy con Q4, Vegeta 4 ấy phải. Vados, Whis, Linh Tinh á, Majin Buu. Vegeta Ghost, Goku Ghost. Tất cả con chi viện có trong cái quán này hết này. Thêm con Whis, con Zamasu, con Bi, con Sampa, con Vados, Whis. Đấy, nhiều lắm, rất nhiều sự lựa chọn này. Không biết Beerus ở trong quán này chưa nữa. Nhưng mà có con Fu và năng vô cực 12 triệu ở dưới này thì nó gọi là tuyệt đỉnh Kung Fu rồi nhỉ. Ở thứ 21 còn được cái sự kiện gì không? Rồi rút thẻ nhận quà đây, rút thẻ nhận quà nhận được 200 lần cái Hero Chi Viện, Hero Chi Viện Kung Fu xanh. Giá như đây nó đổi thành Vegeta xanh thì xịn nhỉ. Đợi cho khu xanh với cả con Majin Buu đẹp. Còn 21 rồi em nha. Còn đấy, chất lượng. Nhưng cái con ác clone này của mình bên CVS Ma này mình chơi chỉ để nắm bắt cái tình hình sớm mà. Nắm bắt cập nhật những tình hình sớm cho anh em. Ông tấn xã Sura mà có những tin tức gì nóng hổi, những tin tức sốt dẻo là mình đã cập nhật trước cho anh em này, anh em biết cách đầu tư, biết cách tiết kiệm tài nguyên để anh em chiến. Cái cam ở đây thì nó vẫn chưa đủ này, con ác của bác này nó vẫn chưa đủ cái cam, cái mô ấy. Mới bực cái bư này nghĩ có lẽ ăn lên thêm một lượng không lên thần được 15. Ồ mắc khi lên thần được đấy nhiều à, mà thiếu mảnh nó thế tướng là 140 à, 140 lận.
thì nó con sao đấy là nó có nâng con sao lên là 5 sao không, 120 quá đủ đấy. Đi sao đi, ô 150 20 con này 10 con SS 60 u có khi nâng được cả con này lên thần đỏ 2 sao anh em ạ. Tại vì những cái tuần về sau này, những cái tuần về sau này nhé, nó cho anh em quà hồn đỏ được 20 cái, không phải 10 cái như người trước nữa đâu. Nên là mấy em gì này, hồn đỏ mình tích trường chưa 171 cục. Thế quả ấy nâng thấy OS thì chọn đống, OS thì chọn 6 con luôn. Thế nâng hẳn pizza lên sao được hẳn à? Thôi cứ từ từ, ít dần đấy, đi kiếm hồn đồ 174 rồi, 70 cái hồn đồ nữa. Nâng hẳn pizza lên ghê. Cái đấy mình nâng pizza này đấy mà thôi, không sao, từ từ bình tĩnh, không có gì phải không. Bây giờ là thiếu khá nhiều tài nguyên, chắc là tuần nữa, tuần nữa mình nâng con ác này lên khi ra A sau đỏ được. Cái bự nó đấm cho không trượt phát nào. Siêu phẩm, siêu phẩm. Về sau thì anh em nâng lên đỏ thì anh em chỉ cần thiếu ấy thôi. Anh em mà trên lâu ấy, anh em thiếu mấy phút, mấy phút tướng với các phút đá. Còn đỏ về sau nó cho nhiều lắm. Hôm nay win rồi, win nhẹ.
lười chơi ấy. Đúng là phải 10 ngày mấy này. Vậy thôi anh bạn, coi clip của mình cũng xin dừng ở đây thôi. Mai mai và hẹn gặp lại anh em nha. Để chết cái con này là con Yakun, là cái con gì ấy. Bye bye anh em.